Vâng, Phúc Yêu xin gửi tới tất cả anh chị hình ảnh của một ông vua bán tải trên thị trường Việt Nam. Ford Ranger luôn luôn được mệnh danh là ông vua bán tải trên thị trường Việt Nam, một cái dòng xe mà chiếm thị phần số 1 tại Việt Nam các anh chị nhé. Đó, cái này là được sản xuất năm 2015. Bán tải thì nó không có nhiều option và công nghệ, thì có nghĩa là tôi cũng quay nhanh thôi, quay chi tiết cho các anh chị, nhưng mà nó sẽ nhanh hơn. Đó, để chúng ta không mất thời gian, và tôi đã mở sẵn nắp capo để chúng ta xem cái khoang động cơ, một cái yếu tố vô cùng quan trọng trên chiếc bán tải mà các anh chị cần quan tâm, đúng không ạ? Dù 2015 nhưng nói thật với các bác là tiền nào của ấy nhá. Đấy, tiền nào thì của ấy nhá. Các bác nhìn máy chưa? Zin đét từ con ốc và ra máy còn trắng sáng như này. Thường là dòng bán tải này thì người ta chạy hơi nhiều. Đấy, nhưng riêng con này thì phải nói rằng cái cỗ máy nó như thế này thì chứng minh luôn, và từ con ốc như này thì chứng minh luôn cho các anh chị là chiếc xe chạy ít và chất lượng. Đó, ra máy trắng này, từ con ốc là zin toàn tập, bao zin toàn tập cho các bác nhé. Đó, chỗ này là nhìn cái ra máy dễ nhất này, và đây là phần củ phát này. Đó, và tôi sẽ cố gắng quay kỹ cho anh chị cái cỗ máy, cái phần rất là quan trọng trên chiếc Ford bán tải nhé. Đấy, đây này, tất cả từ cái tem cái mác là còn đầy đủ. Vâng, còn đầy đủ các bác nhé. Đây này, đường ống nước này chuẩn men này. Đấy, đây này. Đó, máy đây, từ cô đê các thứ là còn chuẩn men nguyên vạch sơn nhá. Đây này. Đấy. Tem mác này, máy móc này. Đó, các bác tự cảm nhận và đánh giá. Thực sự đây, từ con ốc dưới này. Bảy màu luôn, zin đét nhá. Đấy. Các bác tự đánh giá nhá, không bảo ông Phúc cái gì của ông cũng khen đẹp. Nhưng mà không phải khen hay, nhưng khẳng định một điều là thương hiệu của xe đam mê là số 1 về chất lượng. Đó, chúng tôi quan tâm hàng đầu, qua xe qua sử dụng là chất lượng các bác nhé. À, và tôi cố gắng quay hết tầm cho các bác này. Đó. Đây. Tổng phanh ABS này. Đây, tổng phanh này. Mọi chi tiết của xe này. Đấy. Từ cái tem cái mác này, trong sâu kia kìa. Đấy. Từ chân ốc capo này, zin này, từ ốc tai này. Đấy, các bác này. Mép đèn này, không gây vỡ cũng không bị va chạm, mép đèn zin nhé. Đấy, đầu giằng này còn mới tinh. Đó, và sang bên này. Đây. Tai đèn này, tai đèn này. Đó. Đây ạ. Tất cả vị trí của xe các bác nhé. Không phải mới mà so với đời 2015 thì thế này là cực kỳ mới. Cực kỳ mới, nói chuẩn men một câu là cực kỳ mới luôn. Máy zin đét các bác nhé. Zin từng con ốc và thuộc loại xuất sắc rồi. Đấy, nếu cùng đời thì khẳng định rằng ít có đối thủ luôn. Đó các bác. Ít có đối thủ luôn nhé. Đó. Vậy thì bây giờ tôi xin phép đóng nắp capo lại để cho các anh chị cảm nhận những cái chi tiết tiếp theo. Đến giờ này thì các anh chị khẳng định một điều là xe bán tải thì giá thành nó khá là cao. Cái thứ nhất là thị trường xe mới không có. Cái thứ hai là giá thành lên theo thị trường. Theo thị trường. Đó. Nhưng 2015, cái này là số tự động máy dầu một cầu 2.2. thì phải nói rằng nó cực kỳ là hợp lý. Đèn đây các bác, vẫn trong như pha lê luôn nhé. Đó, nó thể hiện chất lượng của chiếc xe này. Đó. Và những cái đầu phật, phần ga răng này, những thanh mạ chrome còn trắng bóng như mới luôn này. Đó. Và đèn đây, trong suốt như pha lê luôn, hóa chất đúng không ạ? Và chúng ta có thể ngắm từ bên này, góc độ bên này, đó, chiếc bán tải này. Bán tải thì một dòng xe rất là dài rồi, to rồi, nó 5 mét mấy cơ mà, đúng không ạ? Đấy. Nhưng dòng xe đa dụng. Và cái chi tiết tiếp theo là một dàn lốp mới tinh. Đây, một dàn lốp mới tinh thì cái này nó cao, tôi quay trực diện được. Đấy, dàn lốp là mới tinh nhá. Đấy. La răng của bán tải thì nó là chấu đơn và to. Đấy, nó khỏe khoắn đúng không ạ? Bán tải mà. Đó. Và cả hệ thống treo giảm xóc đây, các bác nhìn này. Từ vạch sơn nha, zin nha. Đấy. Phần này thì tiếp xúc mặt đường thì nó bám nó bẩn, nhưng không sao. Quay cho các bác nó zin mức độ như nào.
Đấy, tất cả là zin như này, đúng không ạ? Đấy. Và phần bán tải thì tôi không cần phải nói nhiều rồi. Gương thì rất là to rồi, bằng to để kiểm soát điểm tầm nhìn tốt hơn. Và có bậc lên xuống, bệ lên xuống đẩy chân nhé. Đó, lên xuống đẩy chân này. Và chúng ta khám phá luôn đây bản 2.2. Gương thì to rồi, to đùng rồi. Tay cửa cũng to này. Ông Mỹ này thì đúng là cái gì cũng to. Nhưng con này thì báo cáo với các bác là xin từng phần cao chỉ, các anh chị yên tâm. Đấy, từ cái tem cái mác nhá, còn đầy đủ nhá. Tam ly cánh cửa đây. Đấy, mà bán tải nghe loa cũng hay phết đấy. Đúng là hàng Mỹ mà, âm thanh Mỹ mà, nghe rất là ổn luôn các bác ạ. Đây, đây là bọc da, đây bọc da rồi. À, kính là cũng được ưu tiên là auto rồi. Và tất cả chi tiết của tam ly thì còn đẹp. Đấy, còn đẹp nhé. Đấy, và loa này trang bị dưới các bạn. Và vào trong này thì bán tải thì đây, nó là cái cơ thôi. Và từ con ốc là zin nha các bác nhé. Tất cả là zin từ con ốc nhé. Được chưa? Đấy, con ghế thì hai màu. Đây ạ. Ghế hai màu, còn rất mới và đẹp. Đấy. Ghế thì bán tải nó là ghế cơ thôi. À, sao nào? Trong khe kẽ này thì cũng bao zin cho bác từ con ốc luôn. Vâng, bao zin luôn nhé. Đây, từ con ốc này sáng này, chuẩn men này. Đấy, xem nào. 15, 10 vạn. 10 vạn 3. Lỗ máy, máy khá êm. Ồ, êm quá. Êm như máy xăng vậy. Ngồi trong này chả nghe gì cả. 10 vạn 3 nghìn. 174 km. Đây ạ. Đó, bản đồng hồ thiết kế cũng đẹp đấy. Đẹp của nó đấy. Vô lăng nó như thế này thì thể hiện ngay được chất xe luôn này các bác này. Điểm 3 giờ 9 giờ này. Đấy, còn như mới như này thì đúng chuẩn rồi. Đấy, đây này. Chuẩn rồi. Cửa gió điều hòa trao chuốt cũng đẹp. Và chỉnh gương ở đây. Đấy, tam lô tam ni phải nói là đẹp đấy. Củ số này, vô lăng củ số này. Quang nhìn này, chuẩn men chưa thứ ra củ số này. Chuẩn đẹp nhá. Đấy, vị trí để cốc này. Đấy, máy dầu như này là rất êm này. Tất cả chi tiết dòng chữ rất nét, sáng, còn tươi và đẹp. Đấy, cái này thì có cái đầu đĩa CD thôi, đầu đĩa CD thôi. Có một cái màn hình LCD cỡ nhỏ để cài đặt cho xe. Đấy, còn chi tiết của xe thì phải nói là còn rất đẹp. Đây ạ. Đấy, các bác nhé. Phải nói là rất đẹp đấy. Tôi cũng bất ngờ đấy, 2015. Đấy, nhìn quả ghế như này là biết đẹp rồi. Đấy, cần nhìn quả ghế thôi. Ngồi ít, ngồi nhiều. Đấy, má ghế nhìn biết ngay. Đấy, càng nét này. Đấy, các bác nhé. Ok đấy. Êm, phải nói là êm. Tôi không nghĩ con máy dầu này nó lại êm như thế. Điều hòa mát. Phải nói điều hòa rất mát luôn. Ồ, mát. Được của nó đấy. Đấy, chạy con bán tải này thì phải nói là vô lăng nhìn như mới. Vô lăng củ số này. À, củ số này. Không có bong chóc ố mờ gì, phải nói là xe vận hành ít, điểm 3 giờ 9 giờ mà người ta hay cầm vào điểm bấm còi. Ba cái điểm nó còn gai như thế này thì ok đấy. Ok đẹp, đúng không ạ? Đấy là kinh nghiệm chọn xe. Đấy, và các bác có thể thấy rằng đi vào hàng ghế sau cái này thì được đăng ký 5 người như xe con. Độ rộng rãi thì rất rộng. Và ngồi bán tải thì cao ráo, rộng. Đấy, rộng. Rất rộng các bác nhé. Đấy, rất rộng và cũng ngồi được 5 người. Và đằng sau lại chứa được cái thùng hàng nữa. Thế là quá ok. Tam lô tam ly này còn rất đẹp luôn. Đó, các bác thấy sao nhé. Và các bác cảm nhận hộ nhỉ. Chuẩn men này. Đẹp luôn của nó nhé. Keo chỉ zin từng phân keo chỉ nhé. Đấy, quan điểm là xe mà đam mê thì không bán xe lỗi, xe lát. Đấy, xe kém chất lượng là chúng tôi không bán. Bệ bậc lên xuống. Cái này thì đúng ra được một dàn lốp mây tinh. Cả dàn đây. Dàn lốp mây tinh là rằng thì là đa châu đơn. Đấy, lắp thùng. Vâng, lắp thùng thấp rồi. Nhìn cái bán tải là phải có lắp thùng thấp, nhìn nó mới đẹp, nó mới đã. Đấy, các bác nhìn từ phía sau nha. Đó. Quá chất đúng không ạ? Và đây, đèn hậu đây, các bác nhìn này. Phải nói là keng leng keng luôn. Đấy, thể hiện chất lượng chiếc xe. Mới nang keng luôn. Khẳng định với các bác luôn nhé.
Đó. Và có cảm biến cảnh báo va chạm phía sau. Và con này thì tôi thì thường hay quay gầm, nhưng con này cầu nhà tôi thì không lên, không lên được con này vì nó dài quá. Thì quay cho các bác nó cao nên rất dễ nhìn gầm. Đấy, rất dễ nhìn gầm các bác nhé. Đó, và tôi soi gầm luôn cho các bác này. Gầm thì phải nói là đẹp từng cái tem. Từng cái tem còn hết nè, từng tem này. Đấy. Đấy, gầm đẹp xuất sắc luôn. Từng cái tem cái má còn hết. Đó các bác nhé, này gầm này. Đấy. Gầm đó. Vâng, rất ok. Đây, và đèn bên này cho các bác xem chi tiết tí này. Đấy, mới leng keng luôn. Và đây, một lốp thì một dàn lốp mới rồi. Và cái bô nó hở ra thì chỗ này quay được bô này. Nhìn cái bô còn trắng sáng này. Trắng sáng mới tinh này. Nó thể hiện luôn được chiếc xe chạy ít chạy nhiều. Nếu xe chạy nhiều thì xám, bô xám xịt rồi. Vì nó sinh nhiệt, nó đỏ lừ rồi. Mà bô trắng sáng như thế này thì là rất ok rồi. Chất lượng chiếc xe. Vâng, quá ok rồi. Tắm đi đây các bác này. Đấy, từng phần keo chỉ này cho các bác là keo chỉ zin hết nhé. Đó, rồi. Rất xanh sành đẹp, sang xịn mịn. Đấy, cao ráo, bán tải vừa đi được 5 người vừa chở được hàng. Đấy, đây là một mẫu xe đa dụng rất đáng quan tâm các bác nhé. Đây ạ. Đó. Yêu luôn. Chạy con này rất đầm xe, sướng. Rất đầm xe và sướng nhé. Đấy, và keo chỉ cuối cùng cho các bác xem này. Con này phải nói là từng chi tiết nhỏ một luôn nhé. Là xuất sắc luôn. Phải nói là xuất sắc đấy. Đó. Vừa rồi thì các anh chị đã xem hết cái quy trình quay một chiếc bán tải đúng không ạ? Đấy. Thì đây là một chiếc Ford Ranger số tự động 2.2 một cầu, được sản xuất năm 2015. Và xe tôi muốn gửi đến các anh chị một cái mức giá tốt nhất là 470 triệu đồng. 470 triệu đồng một chiếc bán tải bằng Ford Ranger, ông vua bán tải tải trên thị trường Việt Nam. Thì theo tôi, với chất lượng một chiếc xe như thế này, cá nhân quan điểm thì với một mức giá là 470 triệu đồng tôi đưa ra là cực kỳ hợp lý. Cực kỳ hợp lý. Và trên thị trường thì có nhiều nơi bán xe, nhưng anh chị thấy là bán tải thì người ta phục vụ nhu cầu công việc đi lại rất là nhiều. Đi thị trường, đi chuyên chở, lên những chiếc xe mà chạy ít như thế này và chất lượng như thế này, một dàn lốp mới và chất lượng còn nguyên bản hết, xuất sắc. 470 triệu là hoàn toàn một mức giá chấp nhận được các anh chị nhá. Chấp nhận tốt và rất hài hòa. Vâng, nếu các bác nào quan tâm hãy nhấc máy gọi ngay cho Phúc Video 0935 323333, hoặc đến địa chỉ tại số 3 đường Định, thành phố Hải Dương, trải nghiệm cầm lái đánh giá chất lượng chiếc xe. Và xin cảm ơn các bác rất nhiều ạ. Và xin cảm ơn các bác rất nhiều. Các bác nhớ ủng hộ, đăng ký kênh, thả tim thả like ủng hộ Phúc Video nhá. Vâng, cảm ơn các bác.